Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với ngày hôm nay Thì trong mấy ngày hôm nay thì cộng đồng đang thực sự là xôn xao bởi một cái trend Và thực ra cái trend này nó không phải là một cái trend mới mà đây là một cái trend nó đang quay trở lại Có rất là nhiều bạn đã hỏi mình về những cái đồng meme coin Thì có thể thấy là trong mấy ngày gần đây thì khi mà Bitcoin đã trứng lại thì Ancoin chưa thực sự là có những cái sóng hồi à, Tuy nhiên thì lại có một số những cái meme coin x lên tới hàng trăm lần và ngoài ra thì có những cái câu chuyện liên quan đến cái việc là có một người đã mua tầm khoảng một cái ví tầm khoảng 200 đô cái đồng meme coin này và sau đó thì cái ví này lên tới là hơn 1 triệu đô la. Như vậy là họ đã trở thành triệu phú chỉ trong có một vài ngày trong cái đoạn đoạn downtrend như thế này. Vậy thì thực hư câu chuyện này nó có thật hay không? Mình đã kiểm tra khá là kỹ và mình sẽ chia sẻ với các bạn trong cái ngày hôm nay. Và cũng như là sẽ cho mọi người một số những cái ý kiến liên quan đến cái vấn đề là chúng ta uh, nên đầu tư những cái meme coin này như thế nào. chưa ạ? Ok, thì trước khi đến với cả nội dung chính của ngày hôm nay thì như mình đã có thông báo với mọi người ở trên Telegram và trên kênh Youtube thì vào ngày 23 tháng 4 sắp tới thì mình sẽ tham gia một cái sự kiện có tên là Tour Web 3 à, Đây là một cái sự kiện với quy mô rất là lớn với rất là nhiều cái KOL hàng đầu trong giới crypto tại Việt Nam cũng tham dự à, Cũng rất là vinh dự khi mà mình được tham gia với tư cách là speaker cho một cái sự kiện lớn như thế này Thì nếu như các bạn muốn đến giao lưu với mình cũng như là lắng nghe những cái chia sẻ từ những cái kèo lớn liên quan đến vấn đề là chúng ta nên chuẩn bị Như thế nào cho cái mùa uptrend sắp tới thì các bạn uh, Hãy đăng ký cái sự kiện này, đây là một sự kiện đăng ký hoàn toàn là miễn phí được chưa ạ Thì cái link đăng ký mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả của cái video này Thì sau khi mà các bạn click vào link ấy thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái nút gọi là reserve a spot màu cam Thì các bạn bấm vào đó để mà chúng ta điền những cái thông tin cá nhân, ví dụ như là họ tên này, email này, giới tính được Và ngày ra thì các bạn có thể điền thêm cái địa chỉ ví để mà các bạn có thể có cơ hội nhận được một cái NFT từ coi 98 Super App. Đây là một cái phần quà mình cho rằng là sẽ dành cho những cái bạn mà tham gia cái event này thì các bạn có thể tải app của coi 98 về để mà uh, xác nhận cái địa chỉ ví vào đó được chưa ạ? Và cuối cùng thì các bạn chỉ cần bấm vào cái nút uh, register tức là nút đăng ký để xác nhận thôi. Và sau khi đăng ký xong thì những cái thông tin liên quan đến vé tham dự sẽ gửi vào trong cái email của các bạn. Thì mình sẽ xin uh, hẹn lại các bạn vào ngày 23 tháng 4 sắp tới được chưa ạ? ok quay trở lại với cả cái nội dung chính của vinh ngày hôm nay thì uh, uh, cái đồng meme coin mà đang được gọi là nhiều người nhắc đến nhất trong một uh, hai ngày trở lại đây uh, đó là cái đồng coin có tên là pp của dự án gọi là pp the frog thì nếu như các bạn chưa biết ý, thì uh, pp nó là một cái ý tưởng từ một cái meme uh, rất là nổi tiếng trong cộng đồng crypto twitter đó là một cái chú ếch xanh uh, pp the frog và được tạo ra bởi họa sĩ tranh uh, biếm họa và nghệ sĩ thị giác là matt fruits và con XPP này thì ban đầu đã trở nên nổi tiếng trên cái trang mạng xã hội ví dụ như là Thumbs hay là Fortune trước khi mà được chuyển sang TR. Và nếu như các bạn check trong Twitter của Pepe thì chúng ta có thể thấy rằng là dự án này mới chỉ ra mắt vào ngày 16 tháng 4 thôi, tức là hôm nay là ngày 20 tức là dự án này nó mới chỉ có ra mắt có 4 ngày thôi đúng không ạ? Và ngoài ra thì dự án này đang có một cái slogan khá là hước đó là thời của những chú chó đã qua và thời của PP thì đã tới. PP mới chính là đồng Bitcoin thuần chất tinh thần meme nhất trong uh, thời trong thời đại đang tồn tại. Uh, tức là tức là cái đồng PP coin này họ đang muốn uh, chấm dứt cái sự thống trị của những cái đồng uh, uh, meme coin trong cái hệ uh, doge uh, trong cái mùa trước. Thì ngay sau khi mà cái dự án này được triển khai thì các bạn thấy là nó cũng đã ra mắt một cái đồng coin có tên là pp với tổng nguồn cung là 420.690 tỷ pp với một cái chính sách để áp dụng đó là no tax, no bullshit. Tức là sao nếu mà chúng ta check trên Bitcoin Cap thì mặc dù là mới chỉ ra mắt được có khoảng 3 ngày từ ngày 16 tháng 4 nhưng mà giá của đồng coin này đã tăng tới 21.000% và với một cái sự tăng trưởng khủng như vậy thì đã thu hút lượng user rất lớn để vào FOMO cái đồng coin này. Thì hiện tại thì cái vốn hóa của cái đồng coin này nó rơi vào khoảng 139 triệu đô và cái khối lượng giao dịch thì nó đạt tầm khoảng 178 triệu à, tuy nhiên thì hiện tại cái đồng pp này mới chỉ được giao dịch ở trên cái sàn dex thôi trên cái pool uh, pool giao dịch ở trên uniswap chứ chưa được giao dịch trên cái sàn giao dịch tập trung thì nếu mà chúng ta check trên etherscan thì toàn bạn thấy là cái số lượng holder của đồng này tăng khoảng bảy phần lên mức con số là gần 29.000 người à, đây là một con số thực sự khá ấn tượng trong khoảng thời gian chỉ có ba bốn ngày và trong cái đoạn đặc biệt là thị trường nó đang thực sự là không khởi sắc như thế này và đây là một con số mà rất nhiều đồng minh coi cũng mơ ước có được. Đến đây chắc chắn nó sẽ nhiều bạn đặt ra một câu, câu hỏi. Đó là liệu dự án này nó x 21.000% thật hay không? Và có ai thực sự là kiếm được lợi nhuận từ uh, từ cái khoản tăng trưởng này hay không? Thì các bạn đều biết ấy, là một trong những cái vấn đề quan trọng của một cái đồng coi nó không phải là vấn đề nó x bao nhiêu lần mà vấn đề là uh, cái tính thanh khoản của nó là ra sao Đúng anh Nếu mà x uh, đến hàng trăm hàng nghìn lần Nhưng mà nó không có tính thanh khoản Thì chúng ta cũng không thể bán được Thì nó chỉ là một con số để marketing thôi thì các bạn thấy là đang có hai cái pool lớn nhất của PP là Uniswap 2 và Uniswap 3 với số tiền lần lượt là 3 triệu và 2 triệu cho cái cặp PP và WETH. Thì thông thường thì cái cặp trong một pool sẽ có tỷ lệ là 50 50 để mà cân bằng. Như vậy chúng ta có thể suy ra là cái lượng PP trong pool Uniswap 2 ấy, nó chỉ khoảng là 1,5 triệu đô thôi. À, vậy nên chúng ta có thể thấy là cái thanh khoản của đồng coin này hiện tại đang khá thấp so với tổng vốn hóa hơn 100 triệu đô mà nó đang có và nếu là tất cả cả bể thanh khoản nó chỉ có hơn một triệu đô thôi mà hai mươi chín ngàn các holder thì nếu mà thực ra nó cũng sẽ không không đủ để cho nó sẽ không đủ để mà số lượng để cái số holder này họ có thể sản chắc là chắc là cái số lượng holder này họ cũng chỉ mua với số tiền rất là ít thôi còn nếu mà, những cái người mà đầu tư meme coin thường họ chỉ đô vài chục đô thậm chí là một hai trăm đô là cùng thôi chứ họ không mua tới hàng ngàn đô cho những cái đồng coin này đâu Thế nên là các bạn có thể thấy là cái bể 1,5 triệu nếu mà tính ra cho 2,9 ngàn nhà đầu tư thì nó rất là nhỏ đó, nó, Cái tính khoản thực sự nó không không uh, tốt một chút nào Và ngoài ra thì một cái thông tin khác mà cũng đang được rất là nhiều bạn đang truyền tay nhau Đó là có một người đã chi ra khoảng 251 đô để mua cái đồng PP này Và chỉ sau có 4 ngày thì số tiền này đã ít khoảng 4.500 lần lên mức là 1,1 triệu đô Vậy thì đây thực sự có phải là con số thật hay không? thì uh, bởi vì sao bởi vì mình khá là bất ngờ đến cái thông tin này ấy, thế nên là mình quyết định mình check xem là cái ví này uh, xem là hoạt động mua bán của nó như thế nào thì các bạn thấy là sau khi mà check uh, check trên app ấy, thì mình nhận thấy rằng là cái ví này đang giữ hai đồng coi chính là WETH năm uh, mươi và PP là bốn phần uh, tổng tài sản của ví này rơi vào khoảng 2,6 triệu đô uh, tại đây thì mình sẽ đưa ra một cái giả thuyết đó là khả năng rất cao đây là ví của chủ dự án PP khi mà các bạn bây giờ mình hỏi các bạn là các bạn mua 251 đô mà các bạn nhận được là 1,1 triệu đô thì các bạn có chốt lời không ạ? ạ thì mà hiện tại các thời điểm này cái ví này nó vẫn đang chưa chốt lời mà vẫn tiếp tục hâu đấy thì đấy là một trong những cái lý do tại sao mình nghĩ rằng cái ví này là ví của dự án và cái điểm thứ hai ấy, đó là cái lượng phân bổ uh, giao thức nó nằm hết ở trên uniswap đấy thì thế nên đây là hai cái điều mà mình cho rằng là cái ví này là cái ví mà dự án dùng để làm phun thanh khoản à, và cái thông tin mà uh, có một ai đấy mua khoảng 200 đô mà đương được lên một triệu đô chỉ là một cái chiêu trò marketing thôi À, một cái chiêu trò marketing để mà lôi kéo những cái người mà tham lam fomo nhảy vào thôi chứ nên là các bạn khi mà các bạn tiếp nhận những cái thông tin nào các bạn cần phải có cái sự phân tích chứ không phải là các bạn uh, nghe người này nói nghe kia nói là các bạn tưởng là thật là các bạn nhảy vào các bạn mua hoặc là các bạn đi fomo những cái con khác các nó không dễ ăn như vậy đâu các bạn hiểu không bạn nó không dễ ăn như vậy đâu và tất cả nó đều là có cái sự uh, tính toán của chủ dự án mình nghĩ rằng là chả ai ăn được con này ít uh, vài trăm lần đâu có lẽ là ít tầm khoảng hai uh, ba lần thì có thể được vì sao bởi vì lúc mà con này nó tăng lên có thể người ta nhảy vào fomo cái đoạn đầu thì người ta ăn được cái đoạn sau thôi chứ còn không ai mua được cái đoạn trước để mà ích tới mấy trăm lần như là cái ví này đâu nên là cái này là cái này là cái thông tin mà các bạn sẽ cần phải có sự chắt lọc và phân tích kỹ tránh phô mô được chưa ạ ngoài cái dự án PP ra thì có một cái dự án khác cũng hot không kém con này là hot thứ hai thôi đúng không? con PP nó hot thứ nhất rồi thì cái này có con này có tên là IDOS à, thì các bạn thấy là cái cụm từ IDOS này nó là một cái cụm từ mà kết hợp giữa hai cái từ khóa khá là hot trong thời gian gần đây thứ nhất đó là ai những cái trend ai cách đây tầm một hai tháng ấy. và thứ hai là cái đồng dos một cái dự án thì các bạn thấy là cái dự án mimcoin idos này là nó xuất hiện trên mạng lưới của arbitrum và sau khi mà tìm hiểu kỹ thì mình nhận thấy rằng là idos thì nó không phải là một cái dự án mà nó là một cái thử nghiệm ở trong hệ sinh thái arbitrum và hiện tại thì không có tổ chức vc hay quỹ đầu tư nào đứng ở đây cả và idos coin nó được tạo ra để mà phân phối hoàn toàn cho cộng đồng và những cái người mà tạo ra Idos là những cái người mà có thể là đang uh, tận dụng cái xu hướng ở cái hệ sinh thái này. Và họ tạo ra với cái mục đích là gọi là sao? Theo như họ viết đó là tạo ra một cái sản phẩm sử dụng AI vào Web3 và phân phối 100% cho người dùng những ai mà nhận được arop của cái đồng ARB. Và ngoài ra thì họ cũng tận dụng cái sự yêu thích của Elon Musk uh, với cả cái đồng Dogecoin thì uh, cái đồng uh, Memecoin này nó cũng đã nhanh chóng uh, tạo ra được một cái cơ hội gọi là tìm tìm kiếm cái mua cái vé số sổ số, số để thay đổi vị thế cho rất nhiều người thì nếu mà chúng ta nhìn trên trang chủ của IDOS thì các bạn thấy là cái tổng cung IDOS nó rơi vào khoảng 210 triệu tỷ coin trong đó thì IDOS có thuế đốt khoảng 15% vậy nên là khi mà giao dịch cái đồng coin này thì chúng ta có thể thấy là chúng ta để ý đến cái độ trượt giá ngoài ra thì mỗi khi mà mua IDOS ấy, thì chúng ta sẽ nhận về một cái vé Lucky Drop với cái cơ hội giành được cái giải thưởng ARB dựa trên số tiền mua chưa ạ? và với cái việc phân bổ 100% coi cho cộng đồng thì IDOS họ cũng đã kéo được một lượng người FOMO khá lớn trong khoảng ngắn ngắn. Cụ thể thì sau khi mình check ấy thì IDOS đã tăng khoảng 327% trong một ngày. Hiện nay có khoảng 110.000 holder đang nắm giữ cái đồng IDOS và đều là những cái người mà đã nhận được airdrop từ cái đồng ARB trước đó. Tuy nhiên thì mình đặt ra một câu hỏi là nếu như mà IDOS họ phân bổ 100% cho người dùng như vậy thì đâu sẽ là cái động lực để mà có thể tiếp tục FOMO và để giá cái đồng token này và nếu như 100% đồng đồng token này mà được phân bổ cho cộng đồng thì cũng khả năng cao là IDOS sẽ phải có sẽ phải chịu những sự bán tháo mạnh khi mà cộng đồng cảm thấy nó không tăng nữa và tất nhiên những cái đồng coin này nó không có nhiều giá trị đúng không ạ? Thì nó bán bán xả là cái điều là dễ hiểu thôi. Trước khi tiếp tục với cả nội dung chính của video ngày hôm nay thì nếu như các bạn đang là những người mà mới tìm hiểu về thị trường, các bạn chưa biết bắt đầu từ đâu cũng như là các bạn đang tìm kiếm một cái người có thể định hướng cho các bạn trước khi mà các bạn tham gia đầu tư thì các bạn hãy để lại thông tin của các bạn ở đây à, mình sẽ tặng cho mọi người một cái khóa học 4 ngày hoàn toàn miễn phí và chắc chắn là với khóa học này ấy, thì các bạn sẽ có cho mình được một cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cái mùa tăng trưởng sắp tới à, ngoài ra với những cái bạn mà đang giao dịch margin và future mà các bạn cần sự hỗ trợ từ mình thì các bạn có thể tham khảo nhóm tín hiệu margin của anh view capital các bạn chỉ cần để lại thông tin ở cái đường link này thì sau đó sẽ có admin liên hệ và hỗ trợ các bạn và với những anh chị mà đang có dự định đầu tư một số tiền lớn trong thị trường cryptocurrency và muốn đồng hành cùng quỹ đầu tư AR Venture thì anh chị có thể nhắn tin trực tiếp với mình qua Zalo thì mình sẽ chia sẻ thêm cho anh chị những cái thông tin chi tiết. Ok và cái đồng meme coin cuối cùng mà mình thấy thu hút được cái sự tăng giá trong khoảng thời gian gần đây đó đồng có tên là Gojack. Thì nếu như check trang Twitter của đồng coin này thì nó là một cái đồng meme coin dựa trên hệ Ethereum được ra mắt vào ngày hôm kia tức là ngày 18 tháng 4 và được đặt tên thêm một cái meme phổ biến uh, trên uh, Twitter điện tử và cái meme mua giáp này thì được mô tả đó là kẻ hạnh phúc hoặc là đau khổ hay là cái từ được sử dụng để mà lột tả cái cảm xúc một tột độ khi mà mua một cái đồng coin nào đó sau khi check tranh chủ thì mình thấy có một cái điểm khá thú vị đó đồng coin này được đồng thuận bởi dự án uh, PP the Fox thế nên mình có thể mình nghĩ rằng là sau khi mà khi mà làm ra dự án PP vào ngày 16 tháng 4 cảm thấy khá là thành công thì có thể là họ thấy rằng là sự FOMO mô này nó đang À, mạnh quá thì ngày 18 tháng 4 họ mở, mở tiếp một cái đồng coi khác đó, thế nên là khả năng cao là cái đồng Wojap uh, này với cả cái đồng uh, PP nó là cùng một nhà phát triển cùng một team dev đó, thì về cái việc mà liên quan đến PP một cái đồng coi đã mở đầu cho cái làn sóng meme coi mới thì uh, tất nhiên là Gojap họ cũng được hưởng uh, một số những cái lợi ích cụ thể thì trên CoinMarketCap thì Gojap họ đang có một cái tổng cung khoảng 69 tỷ coi và đây là một trong những cái đồng meme coi có cái mức tăng trưởng đạt vốn hóa 10 triệu đô uh, nhanh nhất chỉ trong cái vòng có 24 giờ được list hiện tại thì nhà phát triển cũng như là những cái thông tin liên quan đến cho mix thì chưa có gì cả chỉ là cái sự fomo của uh, của người dùng mà thôi và có lẽ được cộng hưởng từ cái đồng uh, sang thì đó là một số những cái đồng uh, đang hot trong khoảng thời gian gần đây thì uh, bây giờ thì các bạn tất nhiên là đối với cả những cái đồng meme coin ấy, thì mọi người phải hiểu có một cái vấn đề là mọi người nên coi nó như là một cái sự mua may mắn thôi T tất cả những người mà tham gia mua những đồng mimcoin họ đều có cái tư duy là họ cầu may thôi chứ còn con Coin ấy thì nó không có cái gì để phân tích cả nó cũng không có use case gì hết à, nhưng mà ví dụ như mọi người có thể may mắn mua một hai trăm đô mà nó x lên tầm 10-20 lần thì thì được nhưng mọi người phải chấp nhận là khi mà đã mua Coin ấy, là cái số tiền này mất là không sao cả đúng ạ? bởi vì chúng ta mua vé số là chúng ta phải chấp nhận là cái vé đấy nó không trúng mà à, thì uh, bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người một số cách để mọi người có thể tìm được những cái đồng mimcoin biết đâu chúng ta lại uh, có thể là may mắn ăn được một con thì sao thì theo kinh nghiệm của mình ý, thì chúng ta đầu tiên là chúng ta có thể follow theo cái dòng tiền bằng cách là chúng ta check những ví cá mập. Thường thì những cái ví này sẽ là những cái người mà sẽ tìm ra những cái đồng coin có khả năng tăng giá sớm. À, cụ thể để trên cái bài phân tích của lock on chain thì các bạn thấy là nó đã liệt kê ra một số những địa chỉ ví đã mua được cái đồng PP và Airdrop rất là sớm và hiện tại thì đều ví này những cái ví này đều đã x10 sau đó. Và nếu như các bạn là những các bạn thì các bạn có thể follow theo những cái ví này để tìm được những cái đồng coin họ sẽ mua tiếp theo để chúng ta có để chúng ta có thể đưa ra những cái quyết định quyết định đầu tư riêng à, cách tiếp theo là chúng ta tìm ra trend ví dụ như thời điểm hiện tại là trend meme coin thì chúng ta có thể tìm những cái đồng coin theo trend meme ở trên những cái trang như là coinoco hoặc là coinmarketcap à, chúng ta xét một cái đồng coin nào đó rồi hoặc là chúng ta thấy một số đồng coin mỗi con chúng ta cho năm mươi hoặc một đô vào đấy cũng được bởi vì chúng ta cũng rất là khó để chúng ta biết được là con chính xác con nào nó sẽ có thể đẩy ví dụ như bây giờ thì dòng tiền nó đang ưu tiên ở trong cái hệ à, arbitrum và eth thì các bạn có thể ưu tiên à, những cái con meme coin ở hai cái hệ đó hơn được nhìn chung thì cái sự gia tăng đột ngột của những cái đồng meme coin nó đang gọi là làm cho người chơi cảm thấy là thú vị hơn một chút sau một khoảng thời gian mà tương đối là là chán nản không có nhiều những cái xu hướng hoặc là xu hướng nó thực sự là không mạnh. À, tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là những cái đồng meme coin sẽ như là đồng Dogecoin mà phải bây giờ rất nhiều đang rất nhiều người đang kỳ vọng là những cái đồng coin những meme coin mới nó sẽ được như đồng Doge nhưng các bạn phải hiểu là đồng Doge nó ra vào cái thời điểm khác ra vào cái thời điểm mà thị trường nó chưa chuẩn bị uptrend nó khác cái dòng tiền lui nó khác còn bây giờ là chúng ta đang dòng tiền nó rất là đuối và thế nên là đôi khi nó chỉ một vài con đẩy lên để cho mọi người FOMO hoặc là vẽ ra những cái câu chuyện từ 100 đô lên một triệu đô để cho mọi người cảm thấy là hứng thú để quay lại thị trường thôi à, tuy nhiên thì khi mà mọi người đầu tư Memecoin thì mọi người luôn phải có một cái tinh thần đó là chúng ta đầu tư theo kiểu sổ số, số và thực ra mình thì nó sẽ không phù hợp với cả những người vốn lớn ví dụ như mình thì mình cũng không ít khi mình đi tìm đầu tư vào những cái dự án này các bạn hiểu không ạ bởi vì những cái dự án này như các bạn thấy là cái về thanh khoản của nó của nó rất là ít ạ ví dụ chỉ có 1,5 triệu đô ví dụ mình đầu tư tầm khoảng 50 ngàn nó ít tầm năm mười lần lên thì bây giờ mình xả phát là nó hết gần một nửa cái về thanh khoản rồi đúng không ạ thế nên là nó sẽ rất là khó cho những người đầu tư vốn lớn nên là các bạn mà đầu tư vốn nhỏ các bạn có thể thử may mắn cũng được không có vấn đề gì cả ạ? ok thì đó là những cái thông tin mà liên quan đến những cái đồng coi trong mấy ngày gần đây mình thấy các bạn rất là quan tâm thì hy vọng là thông tin sẽ uh, hữu ích cho các bạn và sẽ giúp các bạn tránh bị uh, fomo cũng như là mắc bẫy của những cái dự án đúng không ạ thị trường cho em bây giờ chúng ta cần phải hết sức là cẩn thận bảo toàn vốn à, chúng ta không nên quá nhẹ dạ cả tin tin vào những cái câu chuyện trên mạng để mà chúng ta bị rơi vào cái tình trạng fomo à, cảm ơn người đã theo dõi và nếu như các bạn không muốn bỏ lỡ bất cứ thông tin nào trong thời gian sắp tới các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn quả chuông được chưa? mình sẽ còn hẹn gặp các bạn xin chào và hẹn lại